Bác sống như trời đất của ta, yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa, tự do cho mỗi đời nô lệ, sữa để em thơ, lụa tặng già. Cả cuộc đời bác đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Người đã dành tất cả tình yêu bao la ấy cho đồng bào, đồng chí. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng ngời để chúng ta học tập và noi theo. Trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hưởng ứng sâu rộng bằng những hành động cụ thể. Hiện theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ Đảng trường tiểu học Tây Hồ đã triển khai thực hiện các chỉ thị này một cách triệt để, không chỉ trong chi bộ mà toàn thể giáo viên, nhân viên của nhà trường cũng đều nhận thức sâu sắc, hành động thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cô giáo Trương Thị Hồng Thanh, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong Hội đồng Sư phạm để toàn thể đảng viên, giáo viên, nhân viên nắm bắt và thực hiện. Trong quá trình thực hiện chỉ thị, cán bộ giáo viên và nhân viên của nhà trường càng có thêm nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Dựa theo các mục tiêu, nội dung của chỉ thị 05, chi bộ đã chỉ đạo chuyên môn lồng ghép tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào các bài giảng, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể trong nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể để giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh. Đặc biệt trong gần 2 năm học này, chi bộ Đảng trường Tây Hồ đã xây dựng một mô hình rất thiết thực, rất nhân văn và chứa chan tình người, mô hình bữa ăn tình thương. Hàng tháng, mỗi đảng viên, giáo viên và nhân viên trong nhà trường đã tự giác đóng góp ủng hộ cho quỹ tình thương mà chi bộ lập ra. Với số tiền quyên góp được, các thầy cô giáo đã cùng nhau nấu những suất ăn tình thương để gửi đến những người lao động nghèo khổ, lang thang cơ nhỡ. Suất ăn đó có thể là bánh cuốn, mì quảng, bánh mì, có khi kèm theo cả những chai dầu gió, những bình sát khuẩn, nước súc miệng trong mùa dịch Covid. Những phần quà ấy không đáng giá là bao, nhưng làm ấm lòng những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm đất nước đang gồng mình vì dịch bệnh. Trong thời gian dịch bệnh, nhóm từ thiện của nhà trường còn trao tặng cho người lao động nghèo những bao gạo, những thùng mì tôm, khẩu trang y tế, đã tổ chức phiên chợ không đồng tại sân trường. Chính việc làm đầy ý nghĩa, nhiều yêu thương này đã lan tỏa đến phụ huynh của nhà trường. Họ cũng đã góp thêm công sức với thầy cô giáo để làm cho bữa ăn tình thương mà chi bộ trường Tây Hồ xây dựng ngày càng hiệu quả và chất lượng hơn. Không chỉ dừng lại ở đó, nhóm từ thiện của trường còn đến với các trung tâm bảo trợ trẻ em của quận, thành phố để trao những món quà thiết thực đến với các cháu nhỏ có hoàn cảnh cơ nhỡ, những thùng sữa, những bịch bỉm tã, những bộ quần áo ấm trong mùa đông đến với các cháu như sự an ủi. Bên cạnh đó, chi bộ Tây Hồ cũng đã luôn quan tâm, giúp đỡ và đến thăm, hỗ trợ kinh phí cho em học sinh Nguyễn Bá Hoàng bị ung thư máu, phải nghỉ học để điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu. Trên đây chính là những kết quả của việc thực hiện theo chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà chi bộ trường tiểu học Tây Hồ đã làm được. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã biến những kế hoạch nội dung trên văn bản thành những việc làm thiết thực, có ý nghĩa. Mô hình bữa ăn tình thương của chi bộ Tây Hồ sẽ tiếp tục duy trì và thực hiện càng hiệu quả hơn. Yêu thương sẽ lan tỏa hơn nữa đến với những mảnh đời còn bất hạnh. Hãy subscribe.